Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 11 tháng 5, lễ Thánh Ignacio Laconi, sinh năm 1701, qua đời năm 1781. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Ignacio Laconi qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ignacio là một tu sĩ khất thực. Ngài là con thứ hai trong 7 người con của một gia đình nông dân ở Sardinia. Con đường vào dòng Francisco của Ngài rất khác thường. Khi bị bệnh nặng, Ngài hứa sẽ đi tu dòng Francisco nếu khỏi bệnh. Ngài khỏi bệnh nhưng không giữ lời hứa. Rồi Ngài bị tai nạn khiến Ngài nhớ lại lời hứa. Khi đó Ngài mới 20 tuổi. Ngài có tiếng về hy sinh và bác ái, nên Ngài được cắt cử đi khất thực chính cho các tu sĩ ở Cagliari. Ngài đi khất thực 40 năm. 2 năm cuối đời, Ngài bị mù. Khi đi khất thực, Ngài thường dạy dỗ trẻ em, thăm viếng bệnh nhân và thúc giục các tội nhân ăn năn trở lại. Người dân Cagliari được cảm hứng nhờ lòng tử tế và lòng trung thành của Ngài đối với công việc. Ngài được phong thánh năm 1951. Trong nơi thanh vắng, con nghe tiếng Chúa vọng vang. Ngài gọi tên con, này mau hãy đến gần ta. Trong nơi thanh vắng, con nghe tiếng Chúa vọng vang. Hãy bước theo ta, con ơi, nghe lời ta kêu mời. Vâng Chúa ơi, con xin đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Vâng Chúa ơi, con xin sẵn sàng lắng nghe tiếng.